Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video này, em ta sẽ tiếp tục với cái game GTA 5 ha. Thì hiện tại là phía trước mặt mình đó là cái khu quân đội. Và ở đây, ở thằng khốn nạn này bắn mình hoài. Chết rồi đi. Thì ở đây mình sẽ test cái con cái bản mod Iron Man. Và đây là cái mod giao diện của cái con Hammer Bronze. Thì trong video trước mình đã chỉ cho các bạn cái cách để mà cài đặt cái bản mod này đó. Bạn nào mà chưa có biết cách cài đặt á thì hãy xem lại cái video trước ha. Còn trong video này thì mình sẽ vào để mà náo loạn cái khu quân đội này. Thì với cái bản mod này các bạn có thể là được tự do bay lượn ở trên không ha. Và các bạn được bắt tử. Còn cái việc mà cái vũ khí nó có mạnh không á thì mình sẽ xuống đây để mà test náo loạn cái khu quân đội này cho các bạn xem. Ở phía trước này nó là cái bãi giữ xe ha. Nè, bãi giữ xe này chắc dành cho mấy cái thằng lính ở trong đó quá. Trước tiên là mình sẽ quẩy cho nát cái bánh xe này luôn. Xe mày. Mày như bọn nó chưa phát hiện ra mình hay sao ấy. Đây đây, what the fuck. Mình chưa bắn nó nữa mà sao nó quản hồn nó té luôn rồi. Bên đây là cái khu chữa cháy. Bên đây là chắc là khu chữa cháy quá, toàn là xe chữa cháy không à. Với cái mod này thì các bạn có thể là thay đổi cái vũ khí bằng cái phím A ha. Mình sẽ thay đổi cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể là bắn ra tia laser nè. Mình sẽ quay cái này cho các bạn xem ha. Đó. Cái tia laser này là bắn giữa bụng ha. Còn cái bấm phím E cái nữa là cái này là đạn dược nè. Vậy là cái con Hammer Bronze này nó có ba cái vũ khí à. Cái tia laser màu xanh. Phía dưới cây súng máy ở trên, cây súng máy ở trên nè. Nhưng mà cái cây này mình không biết kêu bằng cây gì nữa. Ôi nó đâu ra cái tia laser màu đỏ nữa kìa. Cái súng này là nó tự động nó ngắm á. Rồi giờ mới đáp xuống cái vị trí này. What the fuck. Dám đụng tao không ơi. Trong khu quân đội sao bữa nay vắng như ta nên là bữa nay là gì thứ bảy mấy nó nghỉ mấy nó đi nhậu hết rồi. Đậu con ở đây có cái máy bay bự ở này nên lên mình nâng cấp cái chiếc máy bay này thử coi. Oh shit, chiếc máy bay trực thăng dám bắn đòi mày. Bắn mình lái cái chiếc máy bay này cho các bạn xem ha. Nó đậu phòng chưa kịp lái nữa. Rồi mấy nó tới kìa. Xe tăng quá trời luôn. Ôi chết. Nó bắn kịch vậy chứ. Này chắc ai nhắc đi nhậu quá. Máy bay. Ở trong cái những cái video trước mình cũng có chỉ các bạn ha. Ở trong này nó có hai chiếc máy bay chiến đấu nè. Máy bay này bay nhanh lắm á.
nhưng mà để trộm được cái chiếc này cũng khó lắm. Bước vô đây là bốn sao liền, mình nghĩ là méo mới chạy được đâu. Phóng vô đây là bể chiếc máy bay này liền á. Để mình đẩy nó ra ngoài thế này, rồi đáp xuống. Cái hàng cốn nạn này đụng hoài, đụng cũng không bị nè. Này thì đụng nè, này thì đụng cho tìm em ngắm nè, ngắm em mình leo lên mình cướp thử cái này rồi. Chưa kịp cướp nữa cơ. Oh shit. Bắn này thì bắn, này thì bắn này. Để đi. À, sẵn tiện cái bản mod hay cái bản mod Iron Man này, mình sẽ chỉ cho các bạn cái vị trí của UFO ha, để có các bạn nào đó mà xem cái video này sẵn các bạn biết vị trí của cái UFO luôn. Là nó nằm ở phía trên cái khu quân đội này nè. Ở trên cái khu quân đội này có cái UFO bự lắm ha. Mình lên để mình quẩy cho banh cái UFO đó luôn, thử có được không. Ở đây là mấy hình trong quân đội này nó không có xi nhê nào với mình rồi. Cái UFO thì nó nằm ở khoảng độ cao hơn chừng này nè, cao hơn xíu nữa. Đây là mình đang bay lên cao á. Các bạn có thể là quan sát cái con này nó bằng vàng á. Hình như nó phát hiện ra đó. Đâu trời. Nhớ là cái UFO nó nằm ở khoảng này nè, nằm ở nửa cái khu vực bản đồ đây nè. Đó rồi. Không lấy hút ta. Bye bye. Oh shit. Nhớ là cái UFO nó đâu đây mà trời. Này chắc anh đi xa quá rồi. Mất tiêu luôn. Lên thử cái độ cao 2000 thử nó có thấy nó không à. Lâu quá không có lên cái UFO này, nó không biết nó xuất hiện đâu.
Này chắc đồ quá xa rồi. Rồi không thấy rồi. Nó nằm ở khoảng này mà đó. Qua bể mình đáp xuống lại ha. Thì dưới cái bản mod này như các bạn thấy đó, chúng ta có thể là bay lên rất là cao ha. Nó tự do bay lượn trên trời mà. Để mình rơi từ từ xuống đây, thường nó nằm ở khoảng này nè. Mà cái dưới ô đó màu đen. Mà giờ sao không thấy không biết nữa. À, rơi từ từ xuống gì nè mới phát hiện nó được. Còn này té dưới luôn chứ đâu. Oh shit. Rồi vậy là không thấy rồi. Tính tìm cho các bạn xem mà không thấy rồi. Oh no. Ô cái gì thế? Ngoài. Ở trong khu quân đội này chán quá, mình sẽ bay ra ngoài. Bay ra ngoài chơi ha. Ở trong này chán chết luôn. Không có gì vui hết. Bay ra biển đi săn cá mập ha. Đó cá mập. Tốc độ bay như máy bay phản lực ấy. Đúng luôn. Oh shit. Robot mà xuống biển cảm giác nó ảo ảo sao đâu. Xuống như đó tăng tốc không được. Ô, mấy cái kiểu nhà ở đây thì đẹp quá trời luôn.
Có sao tự nhiên hết sau rồi vậy? Ô, mô tô nè, mô tô xác ơi. Nói sao mình quậy quá trời quậy mà không có sao nổi cho mình chạy. Cái game này bị lỗi rồi. Play lần cộng lên 6 sao luôn. 5 sao. Ồ, bye bye tới rồi. Cái này mình mod cái game GTA quá trời nhiều luôn á. Chơi cái từ cảm giác giống như là nó nhàm, nó chán luôn á. Mình quậy muốn banh cái game này luôn, mình chơi cái này nó mất hứng thú rồi. Quậy ghét rồi, hết vui rồi. Ok thì mình sẽ tạm dừng cái video của mình tại đây ha. Thì giờ này video này nó cũng dài mà mình thấy nó nhàm rồi. Thì để coi mình sẽ xem coi có cái cách chơi nào thú vị hơn rồi mình sẽ chỉ cho các bạn chơi ha. Chứ cái cách chơi mà vô quẩy gì với mình quẩy cái nó chán rồi, bởi vì mình vô làm cái video nó cảm giác nó nhàm rồi đó. Thì các bạn nhớ click nút đăng ký để mà theo dõi cái video mới ha, để mình sẽ nghiên cứu lại xem cách chơi có cái cách chơi nào đó để mà giúp cho cái game GTA này nó thêm phần thú vị hơn không ha. Thì mình sẽ nghiên cứu để mà chỉ cho các bạn cái cách chơi khác nó hay hơn. Biến thành cái con Hammer Bron này nó cũng giống như Iron Man à, mà Iron Man trước đó mình đã quẩy nó muốn nát hết trơn rồi, bây giờ chơi con này quẩy gì nữa nó bắn gì hoài nó cũng chán à. Thì xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong cái video sau. Video này mình muốn test cái con giáp này cho các bạn xem thôi, và chạy ba vòng gì, cho các bạn xem ha. Thì mình sẽ tạm dừng video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Ồ, nó té luôn rồi.